Jenny Blackpink lúng túng vì gió thổi tốc váy nhưng may có vật này. Không ít người đẹp Hàn Quốc từng lúng túng trên sân khấu. Thảm đỏ vì sự cố váy áo khi trời gió, mới đây, nhóm nhạc Blackpink đã tổ chức concert tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Trong phần trình diễn ca khúc Lắp Xích thành viên Jenny gặp sự cố vì váy ngắn gặp gió. Cô khá lúng túng vì tình huống bất ngờ này, trang phục của Jenny có thêm quần ngắn bên trong nên không dẫn đến cái nhìn quá kém duyên dù vẫn có lúc hớ hênh. Không ít ngôi sao cũng từng rơi vào trường hợp này nhưng không phải ai cũng có những khoảnh khắc kinh điển. Khi nhắc đến điều này, người ta chắc chắn sẽ khó lòng bỏ quên hình ảnh của Marilyn Monroe trong The Seven Years. Hình ảnh cô đào xinh đẹp giữ chiếc váy trước gió đã trở thành biểu tượng, sự duyên dáng xen lẫn nét gợi cảm của cô khiến người nhìn khó lòng rời mắt, ngoài ra, chiếc đầm dáng xòe được may bằng chất liệu mỏng, nhẹ, thêm hiệu ứng của gió giúp nó bung ra như cánh bướm, được biết cảnh này được quay 14 lần trong 3 tiếng không chỉ có ekip của bộ phim mà còn có sự xuất hiện của hơn 150 tay săn ảnh cùng hàng nghìn khán giả, bởi vậy hình ảnh của Marilyn Monroe nhanh chóng phủ sóng khắp nơi.